Sinh năm 1647 trong một ngôi làng nhỏ trên cao rặng núi Alf, bên cạnh Pháp Quốc, gần ranh giới với nước Ý. Một cô gái nghèo thất học, trở thành một cô gái chăn chiên để giúp đỡ gia đình khi cha cô qua đời. Lúc đó cô mới 7 tuổi. Cô là một bé gái dịu hiền, rất sốt sắng, năng lần chuỗi mân côi, nhưng có một ý chí kiên cường và quả quyết làm những việc lành. Mặt khác, cô là một cô bé rất bình thường. Bruno thường dẫn đàn vật tới những đồng cỏ tại Vallon de Fon, còn gọi là thung lũng vôi. Nơi đó, một ngày vào ngày đầu xuân năm 1664, cô thấy một phụ nữ đẹp đang ẵm một em bé trong tay. Vì họ đứng gần những lò vôi, cô hỏi người phụ nữ nếu bà muốn mua vôi. Sau một lúc không trả lời câu hỏi của Bruno, bà liền biến mất. Người phụ nữ đẹp xuất hiện trong vòng 2 tháng trời, không nói một lời nào. Bruno rất mừng khi vừa nhìn thấy lại bà. Ngay cả cô được bảo ban sống khiêm hạ và nhu mì, cô cũng không có thể giấu nổi những gì đang xảy ra mãi được. Chẳng bao lâu, các vị bản quyền vào cuộc và những người hiếu kỳ đã yêu cầu một sự giải thích thỏa đáng. Chủ của cô đã cấm cô tới vùng thung lũng bởi vì người ta nói nó không phải là chỗ tốt để thả súc vật. Mặc dù Bruno tuân lệnh, đoàn cừu vẫn tự tới đó như thường. Người chủ quyết định chính ông ta sẽ tới xem sao. Đã đi tới thung lũng và cố gắng suốt ngày nhưng không thể dắt đàn cừu ra khỏi. Rồi ông ta thấy đàn cừu rất khỏe mạnh, béo tốt như thường. Vì thế ông để cho Bruno được dẫn đàn cừu tới đó. Sau cùng, vị quan tòa của quận yêu cầu Bruno hỏi xem bà là ai. Ngày sau đó bà hiện ra trả lời: "Ta là Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Con mẹ mong muốn được tôn kính tại vùng thung lũng này, nhưng không phải tại ngay chỗ này." Rồi bà biến mất và không xuất hiện nữa trong vòng 1 tháng. Cô đi dọc theo bờ sông Avens. Bruno trông thấy một ánh sáng chói lòa trên những đỉnh đá Piros. Cô vừa đi qua một chiếc cầu khỉ nhưng ánh sáng đã biến mất. Một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra tại nơi đó. Dõi theo mùi hương thơm của cô tìm thấy một mái tranh che phủ nhà nguyện. Khi đi vào nhà nguyện, cô thấy một ánh sáng chói lòa nơi Đức Trinh Nữ đang đứng trên bàn thờ. Thấy bụi bặm bao phủ trên bàn thờ, Bruno sửa soạn lau chùi với tấm tạp dề của cô. Nhưng Đức Mẹ Maria cản cô và nói rằng: "Chẳng bao lâu nữa, không có gì thiếu nơi đây. Áo lễ, khăn bàn thờ hay bất cứ những gì cần thiết cho phục vụ. Tại chính nơi này, ta muốn một thánh đường được xây lên, một đền thánh cung hiến. Tại nơi đó nhiều người tội nhân sẽ hối cải. Nơi đây ta sẽ thường hiện ra với con. Những phương tiện tài sản sẽ không thiếu, mặc dù sự nghèo nàn của những người đồng hương chung quanh con." Mỗi ngày, Đức
mẹ tới với Benno và hướng dẫn cô cho cô biết chính xác kích thước của ngôi đền thánh tương lai. Nhưng thung lũng nồi ở một nơi cao trên sườn núi, toàn diện vây quanh bởi những đồi hoang và đá mà ngay cả ngựa cũng không thể trèo lên nổi. Đức Maria tuy thế đã nói điều làm được. Và với sự vững tin kiên trì, những nông dân ngoan đạo đã mang những tảng đá lên trên núi. Và con số khách hành hương gia tăng đến để phụ giúp. Một số người dân cúng những đá xây nhà, những người khác là tiền bạc. Vừa khi giáo xứ bắt đầu chứng kiến phép lạ xảy ra, sự chữa lành của một người đàn ông trẻ tuổi, con của một vị bác sĩ tại tỉnh Gap. Anh ta đã bị bệnh từ khi mới sanh ra. Trong suốt mùa hè đầu tiên có tới 60 sự lành bệnh được ghi nhận bởi các đấng bản quyền. Nhiều em bé chết trong bụng mẹ khi được đặt trên bàn thờ đã sống lại và chịu phép thánh tẩy. Nâu trở nên một địa điểm hành hương cho nhiều người từ phương xa tới. Tiếp tục hiện ra với Benno mọi ngày trong vòng 54 năm. Thường thì Đức Mẹ hiện ra cùng với Chúa Hài Đồng và nhiều lần cô được chiêm ngắm con trẻ trong bánh thánh. Đức Mẹ cho Benno thấy thiên đàng và cô nhận được nhiều ơn để thấy nhiều thứ tội lỗi bằng khứu giác. Nhiều những bí ẩn giấu kín của nhiều người rải bày rõ ràng như ban ngày trước mặt cô. Cô có thể cảnh cáo những tội nhân có can đảm để ăn năn và để lãnh nhận bí tích hòa giải. Chị đã gia nhập dòng Đa Minh và chịu đau đớn với năm dấu thánh trong vòng 20 năm. Không có dấu bệnh hoạn gì trước cái chết an bình của chị vào ngày 28 tháng 12 năm 1718, mặc dù tuyết bao phủ những rặng núi và những sông băng của ngọn núi cao, người người từ nơi xa xôi biết tin chị qua đời và đổ về đám tang của chị. Chị được chôn cất bên trong nhà thờ, ngay tại nơi chân Đức Mẹ đứng nơi bàn thờ. Vào ngày 7 tháng 9 năm 1871, Đức Thánh Cha Pio IX đã nâng chị lên bậc đáng kính, bước đầu tiên để tới việc phong thánh. Và vào năm 1893, nhà thờ được nâng lên thành Đại Thánh Đường Phụ. Đức Mẹ Nâu được các giám mục Pháp và Tòa Thánh chính thức công nhận vào ngày 7 tháng 5 năm 2008 vừa qua. Sống trong tình thương, sống trong tình thương.